Mấy năm trước Thầy Giang Dật Tử vẽ địa ngục biến tướng đồ Đây là một tác phẩm lớn tuyệt vời Vẽ tay Độ cao của bức tranh này là 26cm thước Tây Dài 50 thước Tây vẽ trong vòng một năm là tôi nhờ ông vẽ tôi không ngờ ông vẽ nhanh đến thế đúng là bút thần không có ai hơn tôi nói lúc đó bồ tát thành hoàng cầm tay ông để vẽ vẽ bức tranh này nguyên nhân của nó là gì nguyên nhân là thành hoàng đến tìm tôi tìm tôi mấy lần mượn thân thể người khác đến tìm tôi yêu cầu tôi giúp ông khôi phục miếu thành hoàng tôi nói đây là chính sách của quốc gia chùa chiền thì có thể khôi phục nhưng miếu thần thì không được họ cũng rất lý giải nhưng lại nói rằng trong miếu thành hoàng cống hiến rất lớn đối với xã hội là điện diêm phương điều này tôi biết lúc nhỏ mẹ tôi hàng năm thường đến thắp hương ở miếu thành hoàng vài lần đều đưa chúng tôi đến xem điện diêm phương Lúc đó là tượng bằng đất Ấn tượng rất sâu sắc Ông nói công đức giáo hóa chúng sanh này rất lớn Có thể đem địa ngục biến tướng đồ trong điện Diêm Vương làm ra chăng? Tôi nói kiến nghị này rất hay, Lúc đó tôi ở Singapore Bên ngoài cư sĩ Lâm ở Singapore có xây tường Trên tường đều có đắp phù điêu Tôi nghĩ đem địa ngục biến tướng đồ làm thành phù điêu Đắp lên quanh tường ở cư sĩ Lâm Thành Hoàng kiến nghị Không cần vậy Tốt nhất là tìm người vẽ ra in thật nhiều rồi lưu thông khắp nơi hy vọng tịnh tâm học hội trên toàn thế giới mỗi đạo tràng đều có lưu thông tôi nói như vậy quá hay đây đều là ông đề xướng cho nên tôi mới tìm vị đồng học này là một họa sĩ khi ông vẽ xong tôi đột nhiên nghĩ đến trong kinh đức phật nói cũng không ít chúng tôi không y theo kinh phật nói để vẽ mà y theo ngọc lịch bảo sao của đạo giáo vẽ theo câu chuyện kể trong ngọc lịch bảo sao cho nên tôi đã nhờ mấy vị đồng học tra trong đại tạng kinh xem từng cuốn trong đại tạng kinh trong kinh có nói về nhân quả báo ứng nói về địa ngục đều trích lục ra sau đó in thành sách. Đề sách này chính tay tôi viết. Tất cả có 25 bộ kinh luận Chư Kinh Phật Thuyết Địa Ngục Tập Yếu Nói tường tận hơn của Đạo Giáo Trong Đạo Giáo nói đều là quả còn nhân của quả đó thì nói không tường tận trong kinh phật nói về nhân rất tường tận tạo nhân như thế nào thì tương lai chịu quả báo như thế tôi hy vọng tương lai có nhân duyên có thể tìm được một vị họa sĩ y theo phật thuyết địa ngục tập yếu của phật giáo để vẽ thành một bức tranh là địa ngục biến tướng đồ của Phật giáo. Việc này rất có ý nghĩa, công đức này rất lớn. Cứu độ vô lượng vô biên chúng sanh. Có rất nhiều người thấy được liền hồi đầu. Không dám tiếp tục làm việc xấu nữa. vì thế tôi liền nghĩ đến tổ sư ấn quang chu an sĩ họ có cái nhìn rất xa thấy được tình trạng xã hội hiện nay biết được nên dùng phương pháp gì để cứu vãn